Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft thợ săn kho báu. Tình hình là mấy cái bức tượng mà mình có thể AFK kiếm đồ á, nó đã bước sang cái giai đoạn là hết hạn sử dụng hay sao rồi. Màu nó đã bị tối sầm lại rồi ha. Khá là tiếc nhưng mà không sao. Dù sao thì mình cũng được tương đối nhiều. Mai mốt mình sẽ dùng mấy bức tượng này để làm một cái công việc khác ha. Còn bây giờ thì mình sẽ tập trung vào công việc chính ngày hôm nay. Đó chính là học thật là nhiều kiến thức bằng cách là chế tạo những ngôi sao kiến thức nè. Mình đã chế tạo được 2 cái rồi. Giờ thì mình sẽ tiếp tục chế tạo thêm vài cái nữa ha. Ở đây là mình sẽ làm được được 5 cái rồi. Trong khi bữa nay mình cần có tới 7 cái lận. Uầy, phải cần thêm 2 khối kim cương kho báu nữa. Rồi một ít mấy cái mảnh Larima này nữa. Bỏ luôn nha. Chúng ta sẽ làm thêm 2 cái core. 1, 2. Và chế tạo thôi. Rồi, bây giờ thì mình đã có đủ 7 cái ngôi sao kiến thức rồi ha. Mình sẽ dùng hết luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ui, mình học ngôi sao kiến thức thì mình cũng lên cái thanh kinh nghiệm nữa nè. Ê, cũng hay quá nhờ. Rồi và bây giờ mình đã có 7 điểm học kiến thức rồi ha. Mình sẽ học về cái mảng này, Immersive Engineering ha. Đây là thứ khá là cần thiết trong ngày hôm nay nè. Mình sẽ học một cái. Rồi luôn, hết sạch 7 luôn, 7 điểm. Không còn cái nào hết. Ồ, ngoài ra thì mình cần phải kiếm thêm 3 ngôi sao kiến thức nữa để mình học luôn cái mảng RF Tool Storage đây nè. Wow, khá là cần thiết để chúng ta giải quyết vấn đề kho chứa ngày hôm nay á nha. Mình còn đủ kim cương kho báu. À, đủ. Mình đủ 3 khối nè. Oh, được quá ta. Đủ không? Oh, vừa đủ luôn. Ý, vậy thì tuyệt vời quá. Giờ mình sẽ học thêm cái RF Storage ha. Đây, học 2 cái này để chúng ta giải quyết cái vấn đề kho chứa ngày hôm nay. Giờ thì chúng ta đã có kiến thức về những cái đó rồi. Chúng ta có thể bắt đầu công việc cày cuốc nguyên vật liệu và chế tạo thôi. Đầu tiên thì chắc mình sẽ đi mai trước đi nha. Hôm nay thì mình cần đi mai để mình tìm những cái quặng đồng á. Này, phải đồng không? Chính xác rồi, đồng đây. Hôm nay mình sẽ cần rất là nhiều đồng luôn. Nên cùng mình đi đào đồng nhá. Trước giờ thì mình rất ít khi đào đồng luôn. Hầu như là bỏ qua luôn. Bữa nay mới có dịp. Ôi, chỗ này nhìn quen quen á nhờ. Nhìn quen lắm. À, ok. nhà mình. Ok. Nãy giờ đào đồng các thứ cũng được một mớ rồi. Chắc cũng cỡ được một stack rồi đó. Một tí chắc mình sẽ tận dụng đang ở cái độ sâu lý tưởng nè. Chúng ta sẽ đi đào thêm những cái quặng đá kho báu nha. Ở nhà mình đã hết mấy đá kho báu rồi. Còn vài viên pha lê kho báu xài hết là cũng phải đi tìm à. Giờ sẵn dịp nè, chúng ta đi tìm luôn ha. Uầy, trước mặt mình là nguyên một cái hang động siêu to khổng lồ luôn. Ê, con xương. Con xương này hơi láo đấy. À, kim cương. Tin luôn. Ở một cái hang to như vậy thì sẽ rất là nhiều khoáng sản đó nha. Nhưng mà biết đâu bất ngờ. Chúng ta sẽ thử đi khám phá coi coi có viên đá kho báu nào mà nó gần gần đây hay không ha. Cái hang to đùng như vậy. Không có một viên đá kho báu nào luôn. Đây. Viên đá kho báu đầu tiên. Sẽ cho chúng ta mấy viên đây. Cái cây của mình nó không có dòng gia tài, quên nữa, mình chưa có ép vào. Không được, mình phải làm dấu lại. Chúng ta phải về lấy cây cúp gia tài của mình xuống, chúng ta đào thôi. Hàng nóng tới đây. Đây rồi. Mấy viên? À cả. Sao giống một viên vậy? Ui, một viên thiệt. Mắt nhỏ rồi. Cúp gia tài 3 mà không ra nổi 2 viên thì chịu rồi. Sau khi quá là xui xẻo trong việc đào đá kho báu thì bây giờ mình sẽ xuống địa ngục để chúng ta đào thêm một cái loại có tên là Ender
biotite ha. Cái này thì sẽ xuất hiện rất là nhiều ở dưới thế giới kết thúc nè. Đó, mình sẽ đào để mang về ha. Rồi, 2 stack đủ rồi nè. Đi về thôi. Về rồi chúng ta tranh thủ chế tạo các thứ ha. Hôm nay cần chế tạo rất là nhiều á nha. Đầu tiên thì mình sẽ nấu trước đi nha. Mình sẽ nấu những cái quặng. Trong lúc chờ đợi cho nó nấu mấy cái khoáng sản ra thì mình sẽ chế tạo đồ nghề trước ha. Đầu tiên là mình cần một cái cây hammer nè. Với cây hammer này thì mình chế tạo từ que thôi, với lại sắt thôi, là được một cái cây hammer giống như vậy. Thiếu một sắt. Rồi, chế tạo cây hammer ha. Cây hammer này có công dụng chính là mình sẽ đập những cái miếng, những cái đồng nè, thành những cái miếng đồng. Mình sẽ đập 12 miếng trước đi. Rồi từ miếng đồng thì mình sẽ cần phải có thêm một cái cây kềm nữa. Mình sẽ làm một cây kềm để chúng ta có thể cắt những cái miếng đồng này ra ha. Rồi, lại cần thêm sắt nữa. Đây là một cây kềm. Rồi cắt mấy miếng đồng ra thành những cái cộng dây đồng nè. Rồi từ dây đồng á, mình sẽ chế tạo thêm một lần nữa. Nó khá là lusubu để chúng ta tạo thành những cái cuộn dây đồng giống như vậy. Đó. Được cũng khá là nhiều nè. Nãy giờ mình được 12 rồi. Và với 12 cái cuộn dây đồng đó thì mình sẽ dư sức để làm ra được một cái block gọi là copper coin. Với block copper coin này mình sẽ kết hợp thêm với redstone, sắt và những cái miếng larima để chúng ta làm ra một cái đồ xịn hơn ha. Sắt nè. Redstone nè. Rồi larima thì ở trong này. Ủa còn không vậy? Phải chế tạo thêm rồi. Sẽ làm thêm 2 miếng nữa. Đây, đặt theo công thức giống như vậy ha. Là chúng ta sẽ được một cái kinetic dynamo. Xịn quá đi. Cái cánh rồi. Ủa sao ngủ vậy, mất cái cánh rồi. What the heck. Ôi giời ơi, ngủ dậy mất cái cánh thôi. Đợi mình xíu. Mình sẽ cho một cục slime vô đây để chúng ta chế tạo một loại thuốc mọc cánh mới ha. Sukana vậy. Ngủ thức dậy phát hiện mình mất cái cánh à. Trời đất ơi. Rồi, mình có thuốc mọc cánh mới rồi. Cái này là đôi cánh slime ha. Tên tè. Cánh slime nhìn cũng dễ thương này. Nó không có phù hợp với cái bộ đồ cho lắm nhưng mà không sao. Bay được là ok rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu lắp đặt cái cục kinetic dynamo này ha. Mình sẽ đặt nó đâu cho hợp lý vậy ta. Này cũng công phu lắm á. Ok, mình sẽ đặt nó ở dưới này đi nha. Ra đây xíu. Để một xíu mình còn đi dây điện đâu nữa. Hôm nay là mình làm khá là nhiều liên quan tới điện đồ á. Mình sẽ đặt nó ở ngay đây. Đó, ngay đây là mình thấy ok la rồi nè. Nhìn coi có đẹp chưa. Đấy, cũng được phát rồi đấy. Tiếp theo thì mình sẽ chế tạo một cái đồ để mình có thể gắn vô cái khối dynamo đó ha. Nó có tên là windmill nè. Nó kiểu như là cánh của cối xay gió vậy đó. Đầu tiên mình sẽ làm những cái windmill blade trước ha. Mình sẽ làm windmill blade theo công thức giống như vậy. Đây. 5 cái hình như là còn thiếu thì phải. Phải làm thêm một ít rồi. Thêm 3 cái nữa. 1, 2, 3. Rồi. 8 cái windmill blade thì mình sẽ làm được một cái cối xay gió nè. Cánh của cối xay gió ha. Đó, với cái này thì mình có thể lắp vào cái khối dynamo ban nãy mà mình mới đặt xuống. Đấy. Rồi. Và nó bắt đầu xoay rồi kìa. Uầy, cái này vừa để trang trí và nó vừa có công dụng riêng nha. Quá là đã luôn. Và để tăng cái tốc độ quay nó thì mình có thể lắp vào cho cái cánh có xe gió này những cái miếng windmill cell này. Đấy, mình sẽ lắp vào. Đấy, khi lắp đủ thì cái cối xay gió nó đã xoay nhanh hơn rồi nè.
Quá dữ luôn. Giờ thì mình cần phải có một cái để chúng ta có thể dẫn điện vào. Vì khi nó xoay thì nó sẽ tạo ra điện. Mình sẽ cần phải có một cái cục LV wire connector. Trước tiên là lấy hết đồng ra trước rồi đó. Nãy giờ nấu cũng hơi lâu rồi đó. Cũng được khá là nhiều đấy chứ. Rồi giờ thì làm cái LV wire connector trước ha. Một lần mình sẽ được 4 cái lần hả? Nhiều vậy. Ngoài ra cũng cần phải có những cái relay nữa. Relay thì chắc mình sẽ cần 8 cái là dư sức qua cầu rồi. Rồi, giờ thì dùng thôi. Mình sẽ đặt một cái ở dưới cái khối dynamo trước nha. Rồi, nó sẽ nối xuống đây đi. Rồi, giờ mình còn thiếu gì nhỉ? À, giờ mình còn thiếu dây điện thôi. Đây, có dây điện luôn. Dây đồng. Đấy, nối xong rồi đó. Như vậy là nó có điện rồi đó nha. Mình thử mình đụng vô coi. Đó, 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 điện giật. Đụng vô là điện giật nha. Ui, nguy hiểm đấy. Cẩn thận nha. Giờ nhà có dây điện các thứ rồi. Lỡ ngớ là điện giật. Đen thui luôn á. Giờ mình sẽ nối qua đây nha. Đi đường dây điện ra cho nó đẹp đẹp một xíu. Nối vô. Nối qua đây. Wow. Được quá nha. Chưa, để mình coi coi cái kho chứa mình sẽ đặt ở đâu là thích hợp nha. Đặt ở đâu là tiện nhất ta? Đặt ở đây nha. Ở đây thì mình sẽ nói qua đây một cái đi. Nói qua đây. Từ đây qua đây nha. Xong rồi nó sẽ dẫn xuống dưới này. Là hợp lý. Rồi, kế hoạch là như vậy ha. Giờ thì đồ nghề mình sẽ cất tạm vô cái ba lô này đi. Một xíu mình sẽ dùng sau. Bây giờ thì mình lại cần tới cái Ender Biotite này rồi. Mình sẽ nén nó lại tạo thành những cái block of Biotite để chúng ta có thể dùng và chế tạo storage scanner. Làm trước hai mắt của Ender nha. Tiếp theo là hai khối Ender Watcher. Giờ thì làm cái machine frame. Rồi sau đó kết hợp với mình còn thiếu những cái miếng lamia nữa. Hai miếng đúng không nhỉ? À, 4 miếng lận. 3 4. Rồi, giờ thì chúng ta đã đủ công thức để làm ra cái storage scanner rồi ha. Đặt xuống thôi. Mình sẽ đặt ở dưới này. Và nó sẽ cần một cái connector để chúng ta nối dây điện vô. Đây nha, có luôn nha. Đặt xuống đây. Nối dây điện xuống một cái. Tên tên. Giờ thì điện nó bắt đầu chạy vô cái máy rồi nè. Thích thiệt sự luôn á. Mình có nên làm thêm một cái cối xe gió ở hướng còn lại của ngôi nhà không ta? Cái nhà mình thiết kế như vậy á là mình có thể lắp đặt được tới tận 4 cái cối xe gió lận á. À không, 3 thôi chứ nhờ. Cái này thì nó bị vướng rồi. Ít nhất là 3 cối xe gió mình có thể đưa nguồn điện vào trong cái máy này ha. Nhưng mà có vẻ với một cái cối xe gió là đã dư sức để chúng ta nạp điện vào rồi. Và công dụng của cái máy này thì mình sẽ có thể thấy được tất cả các cái rương ở xung quanh cái nơi mà nó quét qua nè. Mình tìm đồ cũng dễ hơn. Ví dụ mình muốn tìm kiểu như netherite đi. Netherite. Đó. Thì mình sẽ có thể thấy ở đây ha. Mình có thể đánh dấu sao vô cho nó. Chỉ cần sợ tên là chúng ta có thể tìm rồi. Rất là dễ luôn á. Công việc bây giờ của mình là mình sẽ đánh dấu hết mấy cái rương xung quanh mình đi. Để mình tiện tìm đồ với lại cất đồ hơn nữa. Như vậy thì sắp tới chúng ta có thể tìm kiếm đồ đạc một cách rất là dễ dàng ha. Mà dọn đồ cũng nhanh nữa. Sắp tới thì mình sẽ tìm cách để chúng ta làm thêm thật là nhiều cỗ máy. Nó liên quan tới điện rồi máy móc các thứ nè. Mình thấy nó cũng khá là hay đó. Còn bây giờ thì mình sẽ lấy những cái viên đá kho báu ra. Đây, mình còn tới tận 4 viên đá kho báu lận. Chúng ta sẽ lấy ra lần lần để còn đi khám phá ha. Đây là viên đầu tiên nè. Liệu rằng chúng ta sẽ bước qua một cái cánh cổng như thế nào đây? Phải thử mới biết được. Đi thôi. Lần này thì mình được... Ôi trời ơi, cộng 4 lần spawn. Chứ lại giảm độ bền. Kèo này căng rồi. Phiến đá đầu tiên. Rồi, ok la luôn nha. Nó không có đường dẫn xuống dưới à?
Vậy thì chắc mình phải tự mở đường rồi. Ok, tự mở đường cũng được ha. Wow, mở đường ngay căn phòng luôn mới chịu. Có cái kim cương đâu nè. Wow, được đấy. Và căn phòng lần này mình đi á, nó có cánh cổng kết thúc nha. Nó nằm ở bên này. Ê, rồi, xong rồi. Còn các bạn không kiếp nó xuất hiện rồi. Mình ghét các bạn, cực kỳ ghét luôn. Rồi, chúng ta sẽ đào qua đây nha. Đấy, đã tới căn phòng kết thúc rồi nè. Và có rất là nhiều rương trong này luôn. Được thật sự ấy chứ. Tranh thủ lúc trước khi chúng ta kích hoạt cánh cổng này lên nhá. Nhưng mà để mình lắp lại cái đã, vì mình không có mang theo xô nước rồi. Phải lắp lại bằng mấy cục đá thôi. Giờ thì lắp một viên, một cái mắt của Ender vào là chúng ta đã có thể lướt rương rồi. Cực kỳ dễ ha. Biển đá cổ thứ 2. Ngoài ra thì dưới này có rương thử thách không? Không có rương thử thách luôn. Ôi, mình đi nãy giờ mình chưa thấy cái rương thử thách nào ta. Lạ vậy. Bây giờ mình tới một cái căn phòng có vẻ là mới toanh luôn. Nhưng mà nó là một căn phòng lật ngược nha. Nhà nó kiểu xây ngược lại á. Để mình coi ở trước mặt mình là gì á ta. Mình phải xoay ngược cái đầu lại đi coi, tưởng tượng coi nó là cái gì á. Cái này nó xây khó hiểu quá. Rồi, nhưng mà trước tiên để mình đi lút rương cái đã. Rồi sau đó bay vô nhà luôn. Coi trong nhà lật ngược này có gì nhá. Ủa sao toàn zombie mở bạc ti trong này vậy? Này, nó không có rương, nó chỉ có mấy con quái thôi. Ủa, hơi xu nha. Còn nhà cái bên thì sao? Nhà cái bên thì có vẻ có rương, nhưng mà rương nó cũng là rương dởm thôi. Dưới này là con gì ấy nhờ? Hình như đây là con chim thì phải. Nó xây ngược lại nè. Mình sẽ kiểm tra bên trong con chim. Không có gì luôn. Ở đây nó có cái rương đánh đổi bằng 9 trái tim. Được, đổi luôn nha. Nhưng mà kiểu mình vẫn tình nghi nó là nó sẽ giấu một vài món đồ đâu đó ở dưới này này, đúng không? Không giấu thiệt luôn à. What the heck. Ê, có nè. Mấy cưng giấu hả? Sao mà giấu được với ta. Nữa nè, giấu nè. Này thì giấu. Tiếp tục là giấu nè. Ui, giấu cả đống rương luôn. Trời đất. Tha hồ mà loot. Phiến đá cổ thứ 3 rồi. Cố lên, chúng ta vẫn còn phân nửa thời gian đó. Hôm trước á, mình có lướt comment và mình thấy có một bạn chỉ mình một cái tip là mình có thể đi xuyên qua những cái cánh cửa này bằng cách phóng ngọc Ender á. Mình cũng đã chuẩn bị sẵn theo một stack ngọc Ender rồi. Để mình test thử nhá, coi có hiệu quả hay không nào. Biết đâu bất ngờ nhiều khi là hiệu quả thì sao. Mình sẽ đứng sát vô. Mình phóng á, coi có tốc biến qua bên kia không. Nhưng mà có vẻ không tốc biến qua được rồi. Không tốc biến qua luôn á. Không được, cái tiếp này không dùng được với cánh cửa này rồi. Nó còn ra con rận Ender nữa, trời ơi. Nè, cái lỗ này mình nhắm qua coi cái lỗ nè. Nhưng mà vẫn không được thôi. Mình phải có chìa khóa mình mới vô được rồi. Rương đánh đổi 2 phút hả? Thử coi. Thiệt luôn á. Vậy là mình biết rồi nha. Mấy cái rương đánh đổi 2 phút thường là nó sẽ rất là bèo nha. Lần trước cũng vậy. Chả hiểu sao à. 2 phút quý giá mà cho đồ thì ít. Bên đây đổi bằng gì? Bên đây đổi bằng linh hồn thì được nè. Linh hồn thì thoải mái. Một linh hồn cuối cùng. Rồi, coi. Đó, rương đổi bằng linh hồn mình thấy lúc nào nó cũng xịn hơn á nha. Được lắm. Rồi. Thêm một phiến đá nữa. Cố lên, còn một phiến đá cuối cùng thôi. Phiến đá cuối cùng. Kịp không ta? Chắc kịp mà đúng không? Chưa, để mình
mình ăn táo các thứ đồ vô cái đó. Táo nãy giờ mình lướt cũng nhiều lắm. Đây, ăn kiếm thêm trái tim hấp thụ trước đi. Ừ, nó còn rương thử thách ở đây nữa. Rương đánh đổi bằng 9 trái tim. Ok nha, đổi luôn. Kiếm thêm được nhiều đồ thì kiếm. Đó, totem các thứ nè. Rồi, giờ thì chuẩn bị tinh thần chiến đấu với boss ngày hôm nay thôi. Wow, cấp 31 rồi, boss chắc sẽ rất là mạnh đây. Vô. À, lại là con zombie này. Con zombie khủng khiếp. Ui, sao quái đông đây. Hơi đông nha. Làm sao mình có cung ultimate mình lo được. Mình sẽ bắn cho nó lên bờ xuống ruộng luôn. Ngươi đừng hòng áp sát được ta. Tàn đời ngươi rồi. Ôi, bây giờ hết, nó bắn cung được rồi. Mình sẽ bật kỹ năng rampage của mình lên. Thôi, chặt nó, chặt nó. Bây giờ mình chặt rất là mạnh luôn. Chặt lộn nữa. Vô, vô. Xin nha, xin nha. Chiến thắng rồi. Ôi da, dính lọc, dính lọc. Rồi, về nhà thôi. Mình sẽ giải độc trước cái đó. Uầy, hiệu ứng độc từ bên bển về tới bên đây vẫn còn á. Và cái rương này sẽ cho mình những món đồ gì đây? Hơi tò mò nha. Cái chỗ cất rương boss của mình bây giờ nó sắp đầy rồi nè. Rồi, xem coi. Ồ, nó cho nón nè. Cho quần. Cho ổn. Ôi, phải nó cho thêm cái áo nữa là đẹp nhờ. Còn thiếu mỗi cái áo thôi đó. Mà kệ, không sao, không sao. Có bao nhiêu thì mình sẽ cất bấy nhiêu ha. Tính ra chuyến đi này mình loot cũng khá là nhanh thôi, loot lướt qua thôi mà được cả đống đồ như vậy thì cũng ok nè. Chắc mình sẽ tập trung mình mở những cái totem đi, vì bây giờ mình đang tìm những cái totem nó có chất lượng thiệt là tốt á. Ôi, what? Ê, cái totem này nó cộng cho mình thêm 2 máu nữa, tức là bây giờ một mình cái totem này thôi đã cho mình thêm 3 trái tim rồi. Wow, xịn nha. Được á, được á. Mình sẽ cày thêm totem coi, biết đâu có thêm những cái tốt hơn thì sao. Cái này cộng parry, cái này thì làm yếu hả? Thôi không tốt, không tốt. Ừ nhờ, bữa nay kiểu mình đào kho báu, có đào đá kho báu xui thì hay là mình đi mua đi nhờ. Mình bây giờ cũng rich kid mà, mình sẽ lấy những cái đồng tiền đồng ấy đó. À, mình xíu. Giờ cái gì chứ, tiền mình hơi bị nhiều. Trời, 1000 mấy tiền mà. Sợ gì. Chị láng đi. Đây, mình sẽ lấy ra một stack luôn ha. Mua đá kho báu rồi. 1, 2, 3, 4. Ờ, mua được 4 4 viên à. Công việc tiếp theo của mình đó chính là cày cấp thôi. Ui, gì đây. Ok, sao con này nó đột nhập vô nhà mình được hay ta. Thỉnh thoảng có vài con quái nó trèo tường các thứ, nó vô nhà mình, nó âm hỏi sức khỏe cũng hơi giật mình á. Rồi, kích hoạt thêm một cái cánh cổng nữa á. Cày cấp tiếp nè. Lần này lại là thử thách rồi. Nhưng mà mình bị dính hiệu ứng làm chậm, với cả là mình sẽ dễ bị ăn rương bẫy hơn. Ui, hai cái xui nhất luôn á. Đúng rồi, xương bắn đi xương. Ừ, mới thấy bữa nay nó nhiều xương á. Mình cần farm xương để chúng ta lấy be sườn của nó nè. Rồi những cái vai ồ của nó nữa. Khá là nhiều đấy. Được hai be sườn rồi. Tốt. Đi dí người ta mà đi còn lọt. Lọt cầu nữa chứ, bó tay mấy con zombie này thiệt. Một cái Milky vai ồ đầu tiên. Còn thêm một cái nữa thôi, cố lên. Một cái nữa là chúng ta đã xong cái phần thử thách rồi. Thường thường á là trong con ong này nó sẽ có cái TNT nè. Đỏ đỏ đỏ, thấy chưa, biết ngay mà. Cho nó nổ luôn. Hổ bánh xác zombie đi. Ui, trời, nổ gì mà không ăn thua. Đâu vậy? Ú, đủ rồi. Mình đã có đủ hai cái Milky Vial rồi. Chưa chưa, để coi ở đây còn rương không đã. Mình còn 8 phút lận. Để mình loot cho sạch cái chỗ này đi rồi chúng ta hoàn thành cái thử thách sao cũng được. Rồi, giờ thì chắc mình đi về thôi. Cho hết số đồ mình farm được vô trong. Là xong cái nhiệm vụ rồi. Yay.
Rồi, về tới nhà, về tới nhà. Rương thử thách sẽ cho 2 cái ủng liên tục. Ôi no. Có cần phải trùng nhiều như vậy không? Ồ, sau một thời gian sử dụng thì hiện tại cái idol của mình, cái totem của mình nó đã lên cấp 2 rồi và nó cho mình thêm kháng độc. Wow. Một cái cộng thêm khá là hay ha. Rồi, còn cái quần thì cũng lên cấp 3 rồi. Quần bây giờ là có kháng cự nè, có thêm độ bền nè, rồi có thêm giáp nữa. Quá là tốt luôn. Bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một ít cái burger để chúng ta ăn ha. Hy vọng là có thể lên được cấp 33 đi. Mong là như vậy. Uầy, với cái đà này có vẻ là mình đủ để lên cấp 33 đó. Cố lên, cố lên. Được không? Cố lên, một cái nữa. Yes, lên cấp 33 rồi. Và khi lên cấp 33 thì mình sẽ có thêm một điểm kỹ năng nè. Nâng tổng cộng là 3 điểm kỹ năng rồi. Với 3 điểm thì mình có thể học được cái gì nhờ? Mình có nên nâng thêm sức mạnh không? À quên, sức mạnh không đủ cấp để nâng. Cấp 40 mới nâng thêm sức mạnh được. Hay là mình nâng cái này nhờ? Lucky Onta. Nó sẽ cho mình tăng cái tỷ lệ ra công thức dễ khi mà chế tạo những cái pha lê kho báu nè. Mình thấy cái này khá là hữu ích luôn. Ok, mình nghĩ là mình nên nâng một điểm đi. Rồi thử luôn nha. Phải test thử mới được. Foul rock đâu? Đây, mình sẽ lấy một cục đá ra ha. Cho vô. Ủa, cái này là dễ hay khó ta? À, chắc dễ, cái này chắc là công thức dễ rồi. Ok. Mình nghĩ là bây giờ chúng ta nên có một ít thời gian để đi khám phá đi. Ô, cứ kìa, mình ra sa mạc, mình gặp quá trời công trình luôn. Hôm qua là gặp chỗ pha ra ông, hôm nay gặp một cái ngôi đền gì nè. Cổng vào nó là hình một cái đầu lâu. Ê, có rương. Để rương lộ thiên vậy mới cưng. Toàn với mình. Kiểm tra kỹ coi còn sót rương gì không. Ở đây còn rương nữa nè. Xin nha. Hết rồi, tầng trên có vẻ là sạch rồi đó. Giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn xuống dưới nào. Nhưng mà có vẻ công trình này không được giàu cho lắm. Ủa, hết rồi. Ủa, vậy thôi à? Ồ, mình tưởng công trình này sẽ giàu lắm chứ. Này, nhà của ai vậy? Để mình thủ tiêu mấy cái đám quái ở bên ngoài trước. Rồi chúng ta sẽ vào trong coi thử nhá. Ôi. Cái này hình như là... Ui, đây là băng đảng Macaron. Cái gì? Mũi tên không suy nhê luôn. Bất tuyệt. Mình có thể dùng... Chỉ có thể dùng kiếm thôi. Ui, bữa nay còn gặp Macaron nữa. Ma cà rồng hút máu hả? Còn không? Hết rồi. Hơi ghê nha. Trời ơi, có máu rồi kìa. Ghê quá à. Không biết máu của bọn chúng có dùng để làm gì không á. Mình uống thử không biết có sao không ta. Ôi, mình uống được luôn. What? À, uống lên thanh thức ăn. À, được, đang khát. Uống luôn. Được. Đã khát liền. Ồ, còn có khinh khí cầu gì nữa này. Chắc có đồ VIP. Vậy thôi à? Có cả Ski á. Tưởng sẽ có đồ VIP chứ. What the heck? Có vẻ là mình vừa tới một cái vùng đất mới. Ở dưới này có lính canh luôn. Cung thủ gì đứng ở trên này ghê vậy?
Oh, mình vừa tìm ra được một cái vùng đất ở trên trời nè. Wow, xịn sò thật sự. Ủy, hay là bây giờ mình có nên dời đô lên đây sống không nhờ? Mình thấy cái view ở đây nó bị đẹp ấy. Được đấy, nhưng mà để bây giờ mình dọn bớt cái đã. Phía bên kia là cái lâu đài. Wow, nhiều chuông vậy. Nhà đang thiếu chuông. Xin. Tại vì lâu lâu công thức nó cần có chuông á, nên mình không bỏ mấy cái chuông này được. Phải lấy thôi. Ở đây còn có ngựa nữa nè. Trời, ngựa. Ngựa sống trên đảo trên trời á nha. Ngựa hiếm á. Bên đây thì sao? Ui, gần, ở đây còn gần nhà của Crimson Knight nữa. Wow. Ui, chỗ này còn nhiều vậy. Đi ra. Tại nó định úp sọt mình nên mình mới bắn nó nha. Mình không cố ý đâu. À, có đồng nè. Ngon. Có đồng mang về làm dây điện tiếp. Mình sẽ lượn một vòng qua cái lâu đài này coi coi như thế nào nha. Ui, cái lâu đài này nhiều chiến binh lắm. Kìa, cung thủ đồ các thứ cơ. Ừ, có khi nào trong đây có một vị vua đang trú ngụ không nhờ? Thường thường vua chắc cũng sẽ có công chúa. Được á nha. Giải cứu công chúa thôi. Vua hả? Đúng không vậy? Cái đó phải vua không vậy? Này là ai đây? Noble. À, mấy cái người này là người quý tộc à. Ôi trời ơi. Thanh thằng. Thanh niên này dám bắn quý tộc luôn. Ôi, mấy thanh niên này làm loạn rồi. Ôi, thanh niên quý tộc đang chạy bị thanh niên cung thủ bắn ngụm của tỏi luôn. Ui, ai đấy? Chiến binh hạng nặng. Này thì chiến binh hạng nặng nè. Con nên bắt cóc của quý tộc không nhờ? Quý tộc có thể trao đổi à? Ví dụ mình có cái đe đi, mình đổi với quý tộc thử coi. Ủa? À, không, mình đổi bằng ngọc lục bảo chứ không phải đổi bằng cái đe. Mình sẽ được ngẫu nhiên những thứ này hay sao nè? Uầy, đúng là quý tộc ha. Giàu có quá nhờ. Ui, trong đây nhiều chiến binh vậy. Rồi, mình đã khám phá sơ qua cái khu vực này rồi. Như vậy thì kế hoạch dẫn công chúa về nhà của mình thất bại rồi. Ở đây toàn mấy thanh niên được gỡ mà, không có công chúa nào hết á. Hơi xui nha. Hy vọng là cái lâu đài sau mà mình gặp sẽ có công chúa ở trong lâu đài ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp. Và mong rằng mình sẽ sớm cài được lên cấp 40 đi. Cột mốc tiếp theo của mình là cấp 40 ha. Để coi lúc đó có cho đồ xịn hơn hay không. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.